Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ngày 14 tháng 4, ta xin giới thiệu lô đất cũng gần ngã tư, còn khu dịch được tập đoàn 7 này. Lô này vị trí đất mặt tiền đường tập đoàn 7, kết nối về sân bay Long Thành sau này. Bên là cả Long Thành dự kiến để công 2021. Chính phủ quy định và đào hộp mà. Ngang 17 sâu 50 100 thổ cư sổ hồng riêng tiền được lô gốc nha. Ai có mua liên hệ xem đất thuộc khu phố 3 phường Dịch khá gần trung tâm. Thì tao nói đi lên cho mọi người xem này, đường này tương lai còn mở rộng nữa. Xin đứng ở đây. Đây có hai lô. Một lô này ngang 17 sâu 50, đầu tư 100. Giá 250 một mét ngang. Lô này thì ngang 16,6 cũng sâu 50, 100 đầu tư. Lô này thì giá cao hơn mọi người. Khoảng 270 mét ngang lại. Lô này chắc đầu tư thì không tốt. Nếu mình mua đầu tư có thể mua lô này để dành lô gốc. Đây mình có thể chảy được hai lô tập đoàn 7 về Đồng Nai hết dịch đi. Ai quan tâm tìm hiểu lô này có thể tham khảo liên hệ Tăng, số điện thoại 0947 401 444. Chào mọi người, chắc tạm dừng video ở đây. Thông tin liên hệ mọi người xem ở dưới để được rõ hơn nhé. Mọi người nhớ xem video và liên hệ đăng ký kênh cho Tăng nhé, để Tăng làm video nhiều hơn.